Nắng Gió Tây Nguyên TV cảm ơn mọi người đã ủng hộ và đồng hành. Chúc mọi người ngày mới vui vẻ, hạnh phúc, thành công. Nắng Gió Tây Nguyên TV xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ và đồng hành. Chúc mọi người thành công. Mến chào tất cả các bác anh chị và mọi người đã quay lại với Nắng Gió Tây Nguyên TV nha. Lại tiếp tục làm nông nghiệp với Nông Gió Tây Nguyên các bác anh chị nha. Thì hôm nay tiếp tục lại cùng Nắng Gió Tây Nguyên TV cùng thí điểm trên khu vườn sầu riêng của mình những loại thuốc và những cái kỹ thuật mình làm để chia sẻ cùng nhau học hỏi kinh nghiệm nha các anh chị. Thì hôm trước em đã tiến hành kích cho mấy cái sầu riêng này 2 lần rồi, nhưng mà cái sầu riêng nhà thì nó vẫn đang đi đọt các anh chị. Hạm nước thì phải 20 ngày rồi, nhưng mà không tưới. Một số cái cành nhỏ thì nó lại ra hoa rất nhiều, còn những cành to như cổ tay của mình đây các bác chị thì nó ra chưa ra luôn. Thì em đã tiến hành kích 2 lần rồi nhưng mà nó vẫn chưa ra các bác chị. Hôm nay sẵn đây thì cũng chia sẻ cái loại thuốc mình làm, mình xịt để cùng nhau đúc rút kinh nghiệm nhé. Lấy mô hình những cái sầu riêng trong vườn của em làm thí điểm để thử nghiệm coi những cái mình khi mình xịt những loại thuốc như thế này thì có hiệu quả không. Thì đây cũng phải không phải để quảng cáo thuốc, bán thuốc, tại vì làm chia sẻ những loại thuốc gì mà các bạn chỉ có thể tham khảo được thì cùng nhau học hỏi kinh nghiệm cho các bạn chị nhé. Thì cái đây loại bông loại siêu cái bông này á, thì nó là thành phần em sẽ đọc qua cho các bạn chị cùng tham khảo nhé. Công dụng nguyên liệu sử dụng bổ sung gì đây, humater gì đây tiếng Anh khó đọc quá, là hữu cơ amino trong biển ngoại nhập đấy, kéo bông vọt ra mạnh đánh thức mầm hoa, bổ sung các chất điều tiết sinh trưởng thực vật, nâng cao sức sống của tế bào, giúp cho quá trình nuôi lá bông trái đều về sau, tăng sức đề kháng, chịu đựng được thời tiết khắc nghiệt với môi trường xung quanh, năng suất và chất lượng nông sản cao, phù hợp với nông nghiệp hữu cơ. Đấy, cái dàn lá dàn đọt của em thì nó vừa rồi xịt hạm lại được các bác chị, thì đọt nó vẫn cứ đứng như thế, nó có một số có hiện tượng là nó hơi bung ra một xí và một số thì nó đứng ngắc lại đó, thì không biết nó có đứng cho không hay là nó lại tiếp tục để đi tiếp, mà tiếp tục đi như thế thì liệu mình kích nó có hiệu quả không, nó có thể ra được cái hoa không, hay là phải chờ qua một cái lửa đọt bung ra thì tiếp tục mới làm hoa lại được. Mà nếu tiếp tục làm hoa lại được thì những cái bông mà nó nằm ra trước này thì như thế nào, mình phải bỏ đi, vặt đi hay là để nuôi. Đấy, đó là một câu hỏi và một quá trình tiếp tục tiếp theo. Thì sẵn làm đến đâu thì sẽ chia sẻ cho các anh chị đến đó nhé. Mong rằng tất cả các bác anh chị cùng đồng hành, cùng thử nghiệm trên cái khu vườn sầu riêng để coi như thế nào. Chứ bây giờ mình làm, mình không phải là kỹ sư, mình cũng không phải là một cái gì mình làm để mình gọi là bày vẽ hết tất cả cho mọi người đâu nhé. Tại vì đây là em vừa làm vừa đúc rút kinh nghiệm và vừa chia sẻ tất cả những công việc hàng ngày của mình làm để cho các bạn chị cùng xem giải trí tham khảo. Bây giờ em sẽ bước vào quá trình là pha 2 loại thuốc này với nhau. Tại vì trên khuyến cáo thì người ta chỉ có xịt siêu kích bông này 2 lần, làm kích lá 1 lần và siêu kéo bông này là 1 lần sau cùng. Nhưng mà bây giờ thì em sẽ kết hợp 2 thằng này lại với nhau và xịt trực tiếp trên những cái cành to và những dạ cành phía dưới mặt dưới. Những chỗ nào mà mình để muốn làm hoa là mình sẽ xịt trực tiếp vào đó và đồng thời xịt bên trong mặt lá cho nó hấp thụ, rồi coi nó liệu nó có sẽ bung hoa được như ý muốn của mình, để những cành to nó có hoa, còn những cành nhỏ thì mình có thể là vặt bỏ đi, tại vì những cành nhỏ có khi là không nuôi được trái nên mình phải vặt bỏ đi các anh chị, tại vì cành nhỏ bây giờ là hoa nhiều lắm. Rồi không nói nhiều nữa, bây giờ sẽ bước vào quá trình là thử nghiệm xịt tiếp, các bác chị cùng đồng hành nhé. Cái siêu cái bông này các bác chị để có hôm trước xịt, để có mấy bữa mà hôm nay thấy bên trong này đóng cục cứng lại rồi, không biết là nó có đóng gì trong đây, kiểu nó bón cục lại. Cái số cái này thì nếu các bác anh chị làm số lượng nhiều quá thì nên mua về để xịt, còn ví dụ mà làm ít quá mình mua về nhiều khi là sau không sử dụng đến, mình sử dụng kích được vài lần xong mình không sử dụng đến nó để thì nó cũng sẽ hư uổng,
và là tốn tiền của mình nhé. Nhưng mà bây giờ là em đang thí điểm cái sản phẩm của những của công ty này thì đang thử qua từ đầu giờ thì bỏ xịt và những loại thuốc bên này thì mình đang thử điểm luôn, nên là em sẵn sàng em mua về và sau này nếu mà còn dư thì sẽ để xịt cho ra Tết là hái tiêu, xong là mình sẽ tiếp tục kích cho những cái tiêu nhé. Nên là mua nhiều. Đây, cái này thì hôm nay thì sẽ trộn hai thứ, thì bây giờ một thứ là cỡ một nắp nha các anh chị, quấy đều lên. Nó giống như có cái hàm lượng kali á, là khi ấy ra là nó đóng tủa, kết tủa lại này, nó màu hồng nhá. Cái này thì nó màu hồng sệt sệt, nó giống như nó có cái hạt muối, hạt đường của mình trong này. Đấy, một nắp. Còn cái thằng đây là siêu cá bông này thì nó lại màu hơi đen đen. Cái này coi hàm lượng nó pha tỷ lệ như nào đây con chị này. Cây ăn trái, sầu riêng, mít, nhãn, thanh long, cam, bưởi, chanh, mảng cầu, bơ, chôm chôm. 25 đến 30 ml trên 20 đến 25 lít nước. Định kỳ 7 đến 10 ngày một lần. Rau hoa màu loại 15-20 ml trên 20 lít nước, định kỳ 7 đến 10 ngày một lần. Đấy, nói chung là các cái này xịt thời kỳ bung hoa, kéo hoa, hoa nó bung hoặc là bắt đầu chấm bung thì mình đều xịt được hết nhé. Này là 25 đến 30 ml trên 20 lít, cái này mình 16 lít thì cho một nắp là được thôi. Nếu mà số lượng mà có tầm mấy chục cây đều bước vào thu hết thì mua một chai này thì về ok luôn các bác chị. Nhưng mà ví dụ số lượng ít quá thì mình mua về là nó không xài hết, để thì mình không biết sử dụng vào việc khác, để sang năm thì sợ là nó không còn hiệu quả. Nhưng mà bây giờ thí nghiệm thì nó chỉ có chai to, không có chai nhỏ. Trước khi mình bước vào xịt thì mình cũng phải lắng quấy cho nó đảo thuốc trong này nhá. Tại vì nhiều khi để trong quá trình thì nó lắng cả các cái lợi chất của nó dưới đáy thì mình phải quấy lên. Đấy, cái này thì nước nó màu đen nha các bác chị. Đấy, thấy chưa? Màu xanh đen. Thấy chưa? Còn cái này thì nó màu đỏ này. Đấy, nó màu đỏ mà nó có cái dạng đóng đường nhá. Cái tủa đường này trong này có cục trong này. Đó, mình giả kiếm cái cây mình giả cho nó tan cái đường lượng kali hay đường ra. Đấy. Quay qua cái nhãn thuốc nhá, em sử dụng. Đấy, cái này cổng TE này, siêu cơ không? Cho nó kích mạnh trong cái giả cần thì cho nó thêm xí nữa đi. Cho những cái cành to cho nó kiểu nó sung bộ lá trên nó mới phóng đọt ra các bác chị. Thì nó phóng đọt ra mà cái cành to nó không chưa chịu đâm cái nhú cái mắt cua được. Cành nhỏ thì nó ra nhiều. Đấy, bỏ tạm thời đây và múc nước đổ vào nhá. Nước này bên này chứa hai cái và trong này em làm một cái đào một cái bể chứa đây thì nó lấy nước tưới cho mấy cái sầu riêng con, với thỉnh thoảng mình xịt thuốc xịt đồ là hoặc là xịt kích bông như này là mình đỡ không dùng máy thì mình múc tiền nhé. Với bên kia trồng mấy cái ớt. Rồi, cái ớt nó phát triển thì bây giờ nó cũng đã tiến hành nó ra lên mầm rồi. Này, chỗ một bình này rồi xịt ở đây xong mang về vườn xịt luôn.
Rồi bây giờ sẽ bước vào xịt trên cành cho nó và mặt trong, mặt trong của lá nhé. Đeo lưng như này thì mình xịt số lượng ít nên là đeo lưng, còn nếu mà xịt số lượng nhiều thì phải bỏ máy các bạn chị. Bỏ máy xịt nó mới khỏe được, chứ mà đeo lưng này thì cứ mấy bình là đuối à. Đấy. Này nó qua cái khóa trong bình, thằng em nó xịt nó có tay cái khóa đây, nó thành hai cái khóa. Đấy, bật máy lên. Đấy. Này thì xịt mặt trong lá nhá. Với xịt trực tiếp lên những cái cành cho ướt đầm những cành cành chính nè. Những cành lì đòn không chịu ra mầm. Và đồng thời những cái hoa mà nó đang bắt đầu chấm ấy thì mình sẽ kích cho nó luôn, để cho nó bung cho mạnh hoa luôn. Đấy, các bác chỉ nhìn thấy không? Những cành nhỏ như này đây, những cành nhỏ nó ra thấy không? Ra từ trong này luôn, ra tút ra ngoài luôn này. Nó ra ngoài dần. Còn những cành to này chưa thấy gì cả. Cành cấp 2 thì có, cành cấp 1 thì chưa. Chỉ cho ướt luôn, ướt đậm luôn nhé. Bảo vệ mà bịt là cái mặt chứ. Nói chung là thuốc kích nhưng mà cũng phải bảo vệ cho nó đảm bảo. Đấy. Đeo cái mặt nạ vào. Đấy, cho nó bảo vệ sức khỏe. Những cành to phía trên này, to phía trên kích cho nó ra cho mạnh. Tiếp vào trong này, cái ướt đậm cái thân già này luôn. Bay cả mặt nạ lá luôn. Bông thì bắt đầu là có chấm 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 nữa. Trong đợt này coi thế nào các bác chị. Thank you.
Đấy, cái này những cành to này, cành to chưa chưa dưới này. Đấy. Vậy là cây này lá cũng tương đối ok nhá, có lá kìa, to hơn găng tay, dày lá. Tương đối phía lá dưới thì tương đối là nó già rồi các chị. Còn phía trên thì nó không biết, nó em chỉ có tưới mới được 2 lần nước thôi mà sao mà nó phóng cái bầy đọt trên ra thì nhiều, nó sung nó phóng đọt ra nhiều nhá. Nên là cũng đang sợ lo là nó phóng đọt như này thì nó sẽ không kết thúc kích thích cái quá trình sinh sản để nó đưa cái mắt cua của mình nó ra, thì nên là phải kích kích, mà bây giờ kích lần thứ 3 rồi nhá. Hôm nay thì em kết hợp 2 loại thuốc để kích cho nó mạnh hơn, kích vô trong cái giả cành mặt dưới và phun ở trong cái mặt lá để cho nó hấp thụ, để cho nó kích thích quá trình sinh sản nó nhanh hơn, mạnh hơn, để cho nó ra những cái cành mắt cua cho mình để mình tiếp tục quá trình làm tiếp theo nhá. Thì cũng sẵn đi ra vườn và xịt cho nó, chia sẻ cho bán chị, cùng nhau làm vườn, cùng nhau đúc rút kinh nghiệm, thí điểm trên khu vườn của nhà để các bác anh chị cùng nhau hỏi nhé. Nếu phát triển được và từng giai đoạn một mà làm mà nó hiệu quả thì cùng nhau giải trí, học hỏi. Còn nếu không thì coi như giống như mình đúc rút một kinh nghiệm để làm vườn nha các bác anh chị. Nếu thích video, mong rằng tất cả các bác anh chị và mọi người ủng hộ cho em trai một lượt chia sẻ, một lượt đăng ký. Xin cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại các bác anh chị ở các tập tiếp theo trên khu vườn của nhà nhé. Cảm ơn.